cái gì ấn tượng nhất ở Hàn Quốc? Nhiều thứ lắm. Em thấy mọi người ăn mặc rất là đẹp này, mọi người rất là sành điệu. Thế à? Giá đấy là hợp lý, tại vì mình ăn được Phú Mỹ Hưng mà. Phú Mỹ Hưng là mắc mà. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Xin chào, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc và đây là một em trai Việt Nam tên là gì? Xin chào mọi người, mình là Thiện Khiêm. Kênh YouTube của mình là Khiêm Slays. Và hôm nay thì mình rất vui được có mặt trong vlog này cùng anh Jong Rap. Và em trai này đã du học ở Hàn Quốc và có biết tiếng Hàn luôn. Vâng, em học chúng mà kia sớm sớm. Chúng mà kia sớm sớm giới thiệu về bản thân một chút. 안녕하세요 여러분, 제 이름은 Khiêm입니다. 제 YouTube 채널 이름은 Khiêm Slays입니다. 아, Khiêm Slays입니다. Và cũng có TikTok nữa. Ok, thì hôm nay chúng mình sẽ ăn thử món ăn Hàn Quốc. Và món ăn này là hiện tại thì sinh viên ăn rất nhiều. Em có bao giờ ăn mì tương đen chưa? Em ăn rồi ạ. Em ăn rồi ở Hàn Quốc. Cha giang miên đúng không? Ở Hàn Quốc, hôm nay chúng mình ăn thử mì tương đen và thịt heo chiên. Và sẽ nói chuyện về cuộc sống ở Hàn Quốc nữa. Vâng ạ. Ok, đi thôi nhá. Nhi mân cây chết rửa. Hay nha. Xin anh quay TikTok nói tiếng Nghệ An với em đi. Được chứ. Em muốn ăn mì tương đen hay là mì hải sản? Chăm bông. Em ăn mì tương đen. Ok. Anh này một cái mì tương đen và mì hải sản. Nhà chăm bông và thăng suy ục. Nhà nhỏ. Chăm bông là mì hải sản. Mà anh thấy nhiều người Việt biết mì tương đen mà không biết về chăm bông. Mì tương đen thì dạo này thì sinh viên ăn nhiều. Và bình thường ở Hàn Quốc thì có một văn hóa là sau khi xong chuyển nhà ăn mì tương đen. Ok, đấy thì không biết tại sao mà giống một cái văn hóa. Em học ở Hàn Quốc bao lâu? Em học trong 4 tháng. 4 tháng để trao đổi. Vâng, em đi trao đổi. Học ở Hàn Quốc khá không? Em thấy Hàn Quốc rất là vui. Lúc đó em gặp nhau nhiều bạn ngồi Hàn Quốc không? Dạ có, trước đấy em cũng đi Hàn một lần vào năm lớp 11 rồi. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 2001. It was at this moment that he knew. Chúng ta có khác biệt quá lớn. Tôi là em trai nhỉ. Hiểu không? Em ở Hàn Quốc có bao giờ ăn món ăn Việt Nam chưa? Em có. Hồi ở Hàn Quốc em có đi ăn phở. Phở một lần. Thế nào? Không ngon mà người không đã. Không ngon mà người không đã. Lúc em học ở Hàn Quốc, thích món ăn gì nhất? Em hay ăn gà rán, rồi ăn lòng. Lòng. À, sun dê. Ồ, đúng rồi. Nhiều người Việt thích sun dê. Ừ. Ăn thì cũng bình thường. Cái gì ấn tượng nhất ở Hàn Quốc? Nhiều thứ lắm. Em thấy mọi người ăn mặc rất là đẹp này. Người rất là sành điệu. À, thế à? Và cái em thích nhất chắc là mình đi lại rất là thuận tiện đấy. Public transport nó rất là giao thông công cộng. Đúng rồi. Cái đó thì chấp nhận nhưng mà ăn mặc đẹp thì anh không biết. Ở Hàn Quốc cái nickname của anh là fashion terrorist. Kẻ combo. The Everland. Có đi Everland chưa? Everland. Look terrible. Hát terrible. Look terrible. The club. Chưa đúng không? Em gần như không bao giờ đi về. Nhưng mà cái quan điểm là hơi khác. Vì ở Hàn Quốc thì sinh viên cũng đi club nhiều để đi chơi cùng nhau thôi. Không phải là tán gái hay là những điều làm xấu. Chỉ là vui. Mà ở Việt Nam thì hơi khác nhau đúng không? Có một quan điểm về đi club thì mày đó xấu bác kia vậy đúng không ạ? Thì hay là heo chiên ở Hàn Quốc có hai kiểu phu mộc chinh mộc biết không, là có sốt sẵn là tự chấm. Đúng rồi. Em thì sao? Em thích kiểu có sốt sẵn rồi. Ok. Theo nhưng mà kiểu hôm nay em là khách mời mà. Thật ra ngày xưa cha chăng men là món ăn rất là đặc biệt. Vì ngày xưa Hàn Quốc rất nghèo, không ăn được cha chăng men nhiều. Thì chỉ ăn được lúc sinh nhật thôi. Và có một bài hát tên là mẹ nói là không thích mì tương đen.
cái tên ý nghĩa là vì là mẹ muốn nhường cho con à? Đúng rồi. K-pop Hàn Quốc ngày xưa quen thuộc đã hát bài hát đó và nổi tiếng luôn vì tất cả người thông cảm về cảm xúc đó. Lâu rồi không ăn món ăn Hàn Quốc. Ngon quá. Cái sốt này người ta làm từ gì anh? Ta biết mà quên rồi. Sốt này là đường và hỏi đi. Hỏi giờ nấu bếp đi. Cái sốt này nấu bằng cái gì ạ? Hỏi được không ạ? Ngon này, ngon quá. Mà có lý do em chọn Hàn Quốc không? Em thích Hàn Quốc vì là em cũng tiếp xúc với K-pop từ khá sớm. K-pop? Thích ai? Sunny Side và Big Bang, Big Bang. Nhưng mà Gen Z cũng biết Big Bang hả? Thôi nghe nhiều mà anh. Nhiều mà. Rồi Sunny Side Big Bang là thế hệ của anh mà. Nhưng mà hồi đấy em cũng nghe hồi hồi đấy em mới 7-8 tuổi. Thật lòng. Nó ngon. Giấm đường, đường ít bỏ. Cái này là chăm phung. Nếu mà các bạn thích ăn cay thì cái này rất là ngon. Nên là cho chăn ngon. Thật ra là chăm phung và mì tương đen. Sinh viên ăn nhiều. Sinh viên Hàn Quốc thì uống rượu rất nhiều. Hút thuốc mà. Cô gái hút thuốc thật sự rất nhiều đúng không? Damn! Sau đó uống rượu thì bình thường là ăn mì hải sản, chăm phung. Thật ra là mì tương đen là nguồn gốc của mì tương đen là Trung Quốc. Tương đen là của Trung Quốc mà. Nhưng mà Trung Quốc không có mì tương đen. Có nhưng mà kiểu khác nhau. Vì mì tương đen là chỉ ở Hàn Quốc thôi. Nhiều người Hàn Quốc chưa bao giờ tới Việt Nam thì bây giờ vẫn suy nghĩ Việt Nam có căn hộ không? Bác. Việt Nam có gì? Có chai dừa không? Nhưng mà chai dừa thì có rất nhiều. Em thấy người ta đi Đà Nẵng được, người ta uống quá trời. Lần đầu tiên tới Việt Nam thì hơi bất ngờ vì phát triển rất nhiều, đặc biệt là Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội nữa. Vì người Hàn Quốc đi du lịch rất nhiều và người Hàn Quốc cũng cảm thấy lúc mà đi du lịch Đà Nẵng rất nhiều người Hàn Quốc bình thường jjajangmyeon và jjampong thì không ăn được với người yêu mới quen nhau. Tại sao? Vì sau khi ăn jjajangmyeon thì sẽ và cái jjampong thì áo trắng sẽ là bị hư. Nên bình thường là ở Hàn Quốc cái hen hồ lần đầu tiên thì không ăn được mì tương đen và hamburger. Vì sẽ dơ mà. Ok, chúng mình ăn xong rồi. Và thật ra là mì tương đen thì hơi béo đúng không? Bình thường là như vậy. Hàn Quốc cũng là một cái lý do sinh viên ăn mì tương đen là béo thì dễ no. Dễ no và sẽ lâu hơn. No lâu thì bình thường là ăn mì tương đen. Thì bây giờ hãy đi uống cà phê nha. Thì thôi. Ok, chúng mình ăn xong rồi. Thật ra món ăn này thì khá giống như hương vị Hàn Quốc. Mà cái giá phí thì tất nhiên là rẻ hơn Hàn Quốc. Đúng. Nhưng mà anh cũng là ăn và sống ở Việt Nam lâu thì cảm thấy hơi mát nha. Nhưng mà cũng nếu mà các bạn cũng muốn thử món ăn Hàn Quốc ở Việt Nam thì hãy ăn thử mì tương đen trước đi. Mì tương đen em giá đấy là hợp lý. Tại vì mình ăn được Phú Mỹ Hưng mà. Phú Mỹ Hưng là mắc mà. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại đèn luôn. Ở Việt Nam người ta nhắc đến Phú Mỹ Hưng là nhắc đến kiểu khu nhà giàu ấy, cái gì cũng mắc ấy. Nếu mà ta xin vui vẻ thì hãy subscribe và like nhiều nhất. Và nếu các bạn muốn
Zumrak ăn thử món ăn Hàn Quốc thì hãy viết comment nha. Cảm ơn các bạn, chúng tôi là những chàng trai Hàn Quốc. Tạm biệt và ủng hộ nhiều. Again của em là Keep Slice. Keep Slice. Keep Slice? Yeah. À, Keep Slice, ok. Hãy ủng hộ nhiều nha.